làm tin thế thôi. Nàng hay trách hơn người tình biên ải, bảo rằng vì ai nỡ đành nhạt phai. Em ơi cho dù súng giờ đây lẻ loi, nhưng anh vẫn còn trách dân hiến thân, nên thư của anh vẫn là thư linh trong đêm rừng sâu đèn sao sáng soi. Vài câu viết vội vài dòng chân thành, mong người em yêu thấu lòng anh. Khi non nước còn dặn em chấp nhận lời đời trai dân con.